Trước tác động nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường, nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nói không với túi ni lông. Việc làm này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng. Trong khi túi ni lông được sử dụng ở hầu hết các cửa hàng, chợ, từ năm 2016, cửa hàng Jody đã không sử dụng túi ni lông mà thay vào đó là sử dụng túi vải để phục vụ khách mua hàng. Trung bình một tháng, cửa hàng sử dụng 6.000 túi vải, những tháng cao điểm sử dụng tới 8.000 chiếc. Như vậy, việc làm trên đã góp phần giảm lượng lớn rác thải nhựa thải ra môi trường. Túi ni lông mình chỉ sử dụng được 1-2 lần thôi, nhưng mà riêng túi vải thì mình có thể sử dụng rất nhiều lần được. Thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Cái túi này, nó là túi vải, không phải là túi ni lông nên nó bớt ô nhiễm môi trường, nên được lan rộng ra tất cả các cửa hàng. 4 năm qua, cửa hàng 125 Điện Biên, phường Lê Lợi không phát túi ni lông cho khách khi tính tiền. Thay vào đó, sản phẩm của khách được đựng trong những chiếc túi giấy có thể tái sử dụng nhiều lần. Theo tính toán, túi ni lông có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với túi giấy. Song nhận thức được tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, cửa hàng đã không sử dụng túi ni lông, đồng thời tuyên truyền để khách hàng cùng hưởng ứng. Mình muốn thay đổi dần suy nghĩ của mọi người. 1-2 ngày thì lượng túi mình bỏ ra thì rất là ít thôi. Nhưng mà tính theo năm, như đến thời điểm hiện tại thì lượng túi mình sử dụng đã rất là nhiều. Vậy nên là mình đã góp được một phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường. Túi ni lông thời gian phân hủy rất là lâu và sẽ khá là gây hại cho môi trường. Dùng 100% là túi giấy sẽ rất là hữu ích cho việc bảo vệ môi trường. Cùng với các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn có cửa hàng Tokyo Life, Califa đã sử dụng 100% túi vải thay vì sử dụng túi ni lông để bán hàng. Để túi nhựa phân hủy cần ít nhất 100 năm, sự tồn tại của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường và trực tiếp là sức khỏe con người. Mong rằng hành động kể trên của các cửa hàng sẽ lan tỏa ra cộng đồng để ngày càng có thêm nhiều người nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.